sau khi mà trải qua những cái suy nghĩ và quyết định về chung một nhà thì ngày nào cũng sẽ có tranh luận đúng không? Chị với anh Lâm khắc khẩu. Khắc khẩu là tại vì chị hình dung một cái người chồng của mình khi chị lấy về là cái người đó phải ít nói. Người đó phải bao dung. Người đó phải là bản lĩnh đàn ông để cho mình dựa. Tại bình thường ra ngoài đời chị nói quá nhiều rồi. Chỉ đạo, điều phối, làm tất cả mọi thứ rồi. Nói chung là cái miệng chị luôn luôn hoạt động, người ta kêu chị là la la mà. Thì chị về nhà chị rất là cần sự bình yên và yên. Nhưng anh Lâm ngược lại. Anh Lâm là một người ra ngoài làm việc rất hiền, ít nói. Và có nghĩa là luôn luôn nhường nhịn tử tế với những người xung quanh. Thì cái nhu cầu về nhà anh Lâm cần một cái người nào đó để tranh luận, để có thể xả cái năng lượng đó ra. Thì anh Lâm đi tìm chị. Thì hai cái thứ đó làm cho chị hụt hẫng, là tại vì chết rồi, sao mình lấy một cái ông chồng là trong hình dung của mình là ông ít nói, sao giờ ông nói nhiều hơn mình. Và ông luôn luôn ông cãi cho tới lý sự cuối cùng. Người ta nói gọi là lý sự cùn là ông luôn. Ông cãi đến giây phút cuối và cho tới giờ chưa bao giờ ngừng cãi. Bác sĩ, nhưng mà nếu mà như vậy thì tại sao chị lại nhận lời chốt kèo sau một tháng? Sao chị không em đồng ơi, trong ý để... cái lúc mà chốt kèo cưới xong, ông vẫn im lặng, ông vẫn cười. Chị cảm thấy rồi cuộc đời chị chạm được, đúng là kiểu tìm được người đàn ông trong mơ. Đến khi chị cưới ở Việt Nam xong, chị đi về Mỹ, hai đứa làm đám cưới ở Mỹ xong, cái ngày đám cưới xong ở Mỹ, ảnh dẫn chị về nhà những người bạn. Và bắt đầu lúc đó ảnh mới lộ diện là một người đàn ông nói. Chị quay qua chị nhìn. Và trong cái lúc ảnh nói, ảnh nói say mê đến mức ảnh kêu chị là tên người yêu cũ mà ảnh không biết luôn. Trời ơi, sao vậy? Trời ơi, Viên Khang, em hiểu không? Bắt đầu chị hình dung chị quay qua chết cha, mình lấy một cái người sao nói mà nói không biết mình đã nói gì. Ừ, xong rồi có nói mà liên thuyên, còn hơn mình nữa, bình thường mình nói. Xong rồi cuối cùng là đối với chị là cãi, còn đối với ảnh là tranh luận. Ảnh cần một cái người năng lượng nào đó tranh luận. Và cho tới bây giờ, em hiểu không? Khi mà cái câu đầu tiên của em trong những cái thử thách đầu tiên, ai là người dễ tính hơn chị? Bao gồm chị phải bỏ qua, chị phải bỏ đi để không phải tranh cãi nữa. Và chị luôn luôn quay về đi tìm ảnh để nói chuyện trước. Rồi. Tại vì cái tôi của ảnh lớn, cá tính mạnh, và ảnh luôn luôn có những cái lý lẽ để cho ảnh phải là người chiến thắng. Tí, nhưng mà cái điều đó em đồng ý nha. Tại vì không có ông đạo diễn nào mà ông có chính kiến nè. Ông đạo diễn nào ông cũng, xin lỗi là cũng hơi nói nhiều tí xíu. Và cũng phải chính kiến, tại vì ông chỉ đạo diễn viên mà. Cho nên phải có cái chuyện đó. Tại đó chị không biết đó. 30 năm đó. Trong nghề mà không biết. Ông, đó là cái trả giá của chị ăn nhanh quá rồi cưới nhanh quá thôi em trả giá. Khoan xí, cho em hỏi Lâm tí. Lâm, cái đoạn mà một tháng trời đó là anh tu đó hả? Anh cố tình anh im lặng để anh tu á, hay là sao đó. Hay là cái lúc đó anh vui quá vì anh có được vợ cho nên anh không nói lên được lời nào? Không, anh nghĩ tại mọi người không có ở nhà anh á, tại vì mỗi lần mà anh nói cái gì vợ anh sẽ câu đầu tiên nói anh cãi. Thì cái câu đầu tiên anh nói cái gì ra và là chẳng hạn hỏi cái gì nội chuyện qua nói chuyện lại là anh sẽ là cái người cãi. Thì khi mà người ta nói mình cãi có nghĩa là mình đang không nói những gì đúng với cái tư duy của người ta đang suy nghĩ. Thế cái đó là cái chuyện đầu tiên. Anh không có thay đổi. Chỉ có cái là ở Việt Nam thì anh không có nhiều bạn, cũng như gặp đúng bạn của mình thì mới bắt đầu mình về lại cái... Hiểu, nhưng mà cái lúc mà anh chị đi riêng với nhau trong suốt một tháng tự quen nhau, sao không có nói? Thì cũng có nói thôi, cũng có nói chuyện. Cũng có nói chuyện. Thời gian đầu tiên là dịu dàng lắm, chăm sóc thỏ, cho thỏ đi bơi. Chỉ có cái là, chỉ có cái khi mà hai đứa đang tranh luận về một cái vấn đề gì đó, thì đối với anh nó là một tranh luận. Nghĩa là chẳng hạn như là mình đang nói về một cái đề tài nào, hay mình đang nói về một cái... một người nào đó, anh nghĩ sao người đó thì nói anh sẽ nói như vậy, nhưng mà em nghĩ nhỏ này anh không, anh thấy nhỏ này vậy, nói em vậy thôi, anh cãi em rồi. Okay. Đó, nó câu chuyện nó sẽ xảy ra như vậy. Anh nghĩ anh không có thay, anh không có khác biệt trước khi anh cưới vợ. Về cái cách của anh thôi, chỉ có cái đúng là vợ anh là một cái người anh nghĩ là gian nan ở ngoài đường, xử lý quá nhiều cái gọi là vấn đề trong công ty, con người, mặt báo chí, tất cả mọi thứ, thì cái đó là anh không có cảm thông được. Tại anh chưa gặp được một cái người bạn gái hay là một người bạn đời mà đang có quá nhiều cái xảy ra trong một ngày làm việc. Thì cái, và khi đối với anh đó, thì từ xưa giờ anh rất thích tranh luận, anh rất thích nói chuyện về một cái vấn đề nào đó, cũng như mình đọc tờ báo hay là một cái ông nào đặt một cái bờ tin ra gì, mình sẽ nói về vấn đề đó, mình tranh luận theo cái tư duy của mình.